chào mừng các bạn đến với chương trình Khách ngồi đông, tiền điện tăng nhưng doanh thu vẫn bất động. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào nỗi lòng của các chủ quán cà phê, nơi các vị khách không chỉ uống cà phê mà còn biến quán thành phòng khách miễn phí. Đầu tiên, gặp gỡ Bảo Minh, chủ một quán cà phê ở quận Bình Thạnh, ngay gần ba trường đại học lớn. Chứng kiến cảnh sinh viên và dân văn phòng xách theo túi lỉnh kỉnh đồ ăn, Minh đã biết mình sắp chứng kiến một phiên bản mini của các bạn sinh viên và cuộc chiếm đóng quán cà phê. Quán có sức chứa 150 người, nhưng ai ngờ, đây lại trở thành khu nghỉ mát lý tưởng từ sáng tới chiều không rời. Đỉnh điểm từ 11 giờ đến 14 giờ, không còn chỗ trống, Minh chỉ biết thở dài vì hóa đơn tiền điện tăng vọt 20%. Kế tiếp, hãy nói về anh Phạm Thắng ở Thủ Đức. Quán anh ấy là thiên đường nghỉ ngơi giữa lòng thành phố với cây xanh và mái che tái chế. Thế nhưng, niềm vui không trọn vẹn khi anh nhận hóa đơn điện nước tăng 50% mà lượng khách lại giảm 40%. Đau đầu thật đấy. Cùng đau đầu không kém là anh Minh và anh Thắng, khi họ phải đối mặt với thực tế là khách vào quán là ngồi, không biết chán. Minh còn phải giảm hoạt động của máy lạnh và bịt bớt ổ điện để xua đuổi khách ngồi lâu, còn Thắng thì phải nhờ nhân viên ra nhắc khách không đem theo quá nhiều hành lý cá nhân. Ông Đỗ Duy Thanh, giám đốc một trường đào tạo kinh doanh, cho biết trong mùa nắng nóng, nhu cầu tìm đến quán cà phê có điều hòa là tất yếu. Các chủ quán phải chịu đựng cảnh sức chứa thấp và chi phí vận hành cao, khiến áp lực tài chính gia tăng mà doanh thu thì vẫn đứng yên. Cuối cùng, đây là câu chuyện không mới và đã diễn ra nhiều năm ở các nước phát triển. Các quán cà phê đang ráo riết tìm cách thúc đẩy vòng xoay chỗ ngồi, từ giới hạn thời gian sử dụng Wi-Fi đến hạn chế sử dụng ổ cắm, nhưng tất cả đều gặp phải phản ứng trái chiều từ khách hàng. Vậy là các chủ quán cà phê vẫn đang trong cuộc chiến không hồi kết với những vị khách cắm rễ. Liệu họ sẽ tìm được giải pháp hay chỉ còn biết ngồi than thở về những ngày nắng nóng kỷ lục? Hãy cùng theo dõi và chờ xem!